Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Phát biểu với các phóng viên ở Washington, Mỹ, ông Andrei Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố nước này không có ý định nhượng bộ các yêu cầu của Nga để chấm dứt xung đột. Ông Yermak cho hay, mặc dù Ukraine sẵn sàng đón nhận mọi lời khuyên có thể giúp chấm dứt tình trạng thù địch với Nga và đạt được nền hòa bình công bằng, nhưng Kiev vẫn giữ nguyên quan điểm về các lằn ranh đỏ. Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi không sẵn sàng thỏa hiệp về những thứ quan trọng và có giá trị như sự độc lập, tự do, nền dân chủ, sự toàn vẹn lãnh thổ hay chủ quyền. Theo đài RT của Nga, ông Yermak cũng nhắc tới kế hoạch giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine, được cho là do các cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vạch ra. Kế hoạch đề xuất lộ trình thiết lập lệnh ngừng bắn ban đầu tại các cuộc hòa đàm dựa trên tình hình tiền tuyến, đồng thời cho phép Kiev hạn chế phải chính thức nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ tranh chấp nào cho Moscow. Ngoài ra, Nga cũng sẽ nhận được lời hứa về việc hoãn lại các cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine. Tuy nhiên, ông Yermak tỏ ra thận trọng, không đưa ra bình luận nào khi được yêu cầu đánh giá về kế hoạch. Quan chức này lưu ý, Ukraine sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở xứ sở cờ hoa vào tháng 11 tới đây. Hãng thông tấn DPA của Đức trích dẫn các nguồn tin phương Tây tiết lộ, các nước thành viên NATO đã không thể đạt thỏa thuận về cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine trong nhiều năm. Các thành viên liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chỉ đồng ý cung cấp cho Kiev khoảng 40 triệu euro viện trợ trong năm 2025. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã không thể thuyết phục họ thay đổi ý định. Cũng theo hãng thông tấn DPA của Đức, các nước thành viên NATO đã không thể thống nhất về tỷ lệ đóng góp của mỗi quốc gia cho gói viện trợ trị giá 40 tỷ euro dành cho Kiev. Họ chỉ nhất trí đưa GDP vào các tính toán. Theo truyền thông châu Âu, mặc dù các quốc gia thành viên NATO không ủng hộ yêu cầu ban đầu của Tổng thư ký Jens Stoltenberg, nhưng thỏa thuận bao gồm một điều khoản đánh giá lại các khoản đóng góp tại các hội nghị thượng đỉnh NATO trong tương lai. Các đồng minh cũng quyết định có hai báo cáo trong năm tới để xác định mức đóng góp của các quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu minh bạch hơn về việc chia sẻ gánh nặng trong liên minh. Cam kết tài chính này là một phần của gói hỗ trợ Ukraine rộng hơn mà các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ thông qua tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 9 tháng 7 tới đây ở Washington, Mỹ. Trước đó, vào hồi tháng 6 vừa qua, các đồng minh đã quyết định rằng NATO sẽ thay Mỹ đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc điều phối nguồn cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm bảo vệ tiến trình này trong trường hợp ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Theo dữ liệu khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 2 tháng 7, hơn 2 năm kể từ cuộc xung đột Ukraine bùng phát, tỷ lệ tín nhiệm với ông Zelensky bị xáo trộn mạnh mẽ ở 35 quốc gia thành viên NATO và không thuộc NATO được thăm dò. Trung bình, 40% người trưởng thành ở các quốc gia này cảm thấy Tổng thống Zelensky sẽ làm điều đúng đắn trong các vấn đề thế giới, trong khi 46% không đồng ý. Chỉ có 7 quốc gia trong cuộc khảo sát mà phần lớn người dân tin tưởng vào khả năng điều hành các vấn đề quốc tế của Tổng thống Zelensky. Niềm tin vào ông Zelensky đã giảm đáng kể ở một số quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ở châu Âu, niềm tin vào Tổng thống Ukraine rất khác nhau tùy theo quốc gia. Ở Thụy Điển, nơi niềm tin vào Tổng thống Ukraine cao nhất, cứ 10 người thì có 8 người tin tưởng vào ông Zelensky. Ngược lại, ở Hungary, tỷ lệ người dân không tin gần như vậy. Nhiều quốc gia đã chứng kiến niềm tin vào Tổng thống Zelensky giảm đáng kể từ năm 2023, mức giảm lớn nhất là ở Ba Lan, nơi niềm tin vào ông Zelensky đã giảm 22 điểm phần trăm kể từ năm 2023. Niềm tin vào Tổng thống Zelensky đã giảm 7 điểm ở Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Pháp và 6 điểm ở Thụy Điển. Ở nhiều nơi, 1/5 dân số trở lên không bày tỏ ý kiến về Tổng thống Zelensky. Điều này đúng với 45% dân số trưởng thành của Ấn Độ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, niềm tin vào ông Zelensky đã giảm đáng kể trong năm 2023 ở một số quốc gia nơi mà dữ liệu sẵn có. Các nhà nghiên cứu viết đồng thời lưu ý rằng ý kiến người dân cũng khác nhau tùy theo hệ tư tưởng chính trị. Ví dụ, những người theo chủ nghĩa tự do ở Mỹ bày tỏ niềm tin vào ông ấy cao hơn gấp đôi so với những người bảo thủ. Khi được hỏi về mức độ hỗ trợ quân sự và những hỗ trợ khác mà đất nước họ dành cho Ukraine, khoảng 24% người Mỹ cho rằng khoản hỗ trợ hiện tại không đủ, trong khi 31% cho rằng Washington đang cung cấp quá nhiều. Ở Ba Lan, các ý kiến về vấn đề này bị chia rẽ, trong khi hầu hết người tham gia ở Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức hỗ trợ của quốc gia họ ở mức vừa phải.
ông Zelensky vẫn nắm quyền ở Ukraine mặc dù nhiệm kỳ của ông đã chính thức hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Ông quyết định không tổ chức bầu cử tổng thống với lý do thiết quân luật được áp dụng do xung đột với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng tính hợp pháp của ông Zelensky đã hết hạn. Ông Putin lưu ý rằng hiến pháp Ukraine không đề cập đến việc đình chỉ bầu cử tổng thống mà chỉ cấm rõ ràng tổ chức bầu cử quốc hội. Nghĩa là chỉ có nhiệm kỳ của Verkhovna Rada, cơ quan lập pháp quốc gia, mới có thể được kéo dài trong những trường hợp như vậy. Theo kết quả thăm dò mới đây, khoảng 43% người Ukraine tin rằng các thể chế ở nước này đã trở nên tồi tệ hơn trong 5 năm làm tổng thống của ông Zelensky, trong khi 29% nói rằng không có thay đổi nào. Trong số những người ghi nhận sự suy giảm, 28% cho rằng hành động của chính quyền là nguyên nhân. Trong diễn biến liên quan, kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến thăm Kiev lần đầu tiên. Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky xem xét lệnh ngừng bắn, nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không. Ông Orbán nói, một lệnh ngừng bắn gắn liền với thời hạn chót sẽ mang tới cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã khám phá khả năng này với Tổng thống Ukraine và tôi biết ơn những câu trả lời trung thực cũng như trao đổi của ông ấy. Báo The Kiev Independent dẫn phát biểu của Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Ihor Zhovka cho biết, người đứng đầu nhà nước Ukraine bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Zhovka cho biết thêm rằng Tổng thống Ukraine đã lắng nghe đề xuất của Thủ tướng Hungary. Nhưng để đáp lại, ông Zelensky đã nêu quan điểm rõ ràng, dễ hiểu và được nhiều người biết đến của phía Ukraine. Theo tờ The Kiev Independent, Ukraine trước đó đã bác bỏ việc tạm dừng xung đột, cho rằng việc này chỉ tạo cơ hội cho Liên bang Nga tập hợp lại lực lượng của mình. Thay vào đó, Ukraine đã đề xuất Thụy Sĩ đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 vừa qua mà không có sự tham gia của Moscow để xem xét các bước đi tới hòa bình. Quân đội Ukraine đang căng mình chống lại các đợt tấn công của Nga trên tiền tuyến, trong bối cảnh nguồn viện trợ phương Tây vẫn đang nhỏ giọt và Moscow liên tục gây sức ép lên lực lượng Ukraine trên nhiều mặt trận. Ukraine căng mình chống lại các đợt tấn công của Nga trên tiền tuyến. Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov khẳng định hồi cuối tháng 5 với Newsweek, tạp chí tin tức hàng tuần lớn nhất ở Hoa Kỳ rằng không có bất cứ thảo luận nào về việc đóng băng xung đột ở Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng không nói điều nào như vậy. Ông Antonov cũng nhắc đến khả năng người đứng đầu nước Nga sẽ tiếp tục hướng đi như hiện nay cho đến khi đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Tận dụng lợi thế về hỏa lực trong bối cảnh viện trợ của Mỹ bị trì hoãn, Nga liên tiếp mở các cuộc tấn công nhằm chọc thủng phòng tuyến kéo dài 1.000 km của Ukraine. Các đơn vị Moscow đang nỗ lực thăm dò điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, tạo tiền đề cho một cuộc tấn công lớn sắp tới. Bước tiến của quân đội Nga có vẻ chậm lại, nhưng vẫn chưa biến mất gần thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkov. Mặc dù các lực lượng Kiev đã liên tục tăng cường quân lực tại khu vực này và nhận được quyền khai hỏa vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, Nga cũng đạt được một số thắng lợi nhỏ tại thành phố Donetsk và những khu vực xung quanh thị trấn chiến lược Chasovka, một cửa ngõ dẫn vào Donetsk. Đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã kiểm soát hai ngôi làng ở miền đông Ukraine, trong đó có khu định cư Stepova, Novoselivka ở vùng Kharkov và Novopokrovsky ở vùng Donetsk. Theo chuyên gia quân sự Michael Kopman thuộc quỹ Carnegie, hiện nay Ukraine đang dần ổn định được tình hình tiền tuyến, nhưng sự ổn định này được tạo nên bằng cách chuyển lực lượng từ khu vực khác tới, nên sẽ khó kéo dài. Tờ The Guardian đưa tin, ngày 2 tháng 7, Ukraine thông báo đã tạm tha hơn 3.000 tù nhân và bàn giao cho các đơn vị quân đội trong bối cảnh tiền tuyến nước này đang thiếu nhân lực nghiêm trọng. Chuyên gia quân sự Jack Wedling thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia cho biết, bằng cách buộc lực lượng Ukraine gian mỏng trên một mặt trận rộng,
Nga đang khắc phục được những hạn chế của quân đội nước này về quy mô cũng như số lượng binh sĩ được đào tạo để tiến hành các cuộc tấn công lớn. Theo ông Wendling, mục đích của Nga không phải là đạt được bước đột phá lớn mà là phô trương với Ukraine rằng họ có thể duy trì các đợt tiến công lớn cho đến khi tìm ra điểm yếu và chọc thủng điểm yếu trong hàng phòng thủ của Kiev. Đồng thời, ông Wendling cho rằng sẽ mất nhiều thời gian để Ukraine giành được thế chủ động sau khi Nga đang dần thích ứng với các vũ khí phương Tây trên chiến trường. Thế khó về tài chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Chuyên gia quân sự Jack Wendling cũng cho biết tình trạng khó khăn về tài chính khiến Ukraine phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa việc đầu tư tài chính để nâng cấp các cơ sở hạ tầng quan trọng hay đầu tư cho các lực lượng đóng tại tiền tuyến nhằm chống lại các đợt tấn công dồn dập của Nga. Theo Tổng thống Ukraine, nước này đã mất khoảng 80% sản lượng điện và 1/3 sản lượng thủy điện vì các cuộc không kích của Nga. Ông Wendling cho biết, các đợt tấn công dai dẳng của Nga không chỉ khiến mặt trận bị kéo căng trên tiền tuyến mà còn bị mở rộng về chiều sâu. Nền kinh tế Ukraine đang oằn mình chống đỡ khoản chi phí quốc phòng lớn trong hơn 2 năm giao tranh với Nga, ước tính thiệt hại lên tới 44 tỷ đô la Mỹ. Khi cuộc xung đột nổ ra hồi đầu năm 2022, các nhà đầu tư tư nhân đã đồng ý đóng băng các khoản trả nợ của Ukraine. Tuy nhiên, các thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 8 tới. Cả Ukraine và các chủ nợ đều đang chạy đua với thời gian để giải quyết những khoản đóng băng này nhằm tránh vỡ nợ vào phút chót. Hiện tại, Ukraine đang yêu cầu giảm 40% khoản nợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ sẵn sàng chịu lỗ 20%. Theo The Conversation, Ukraine đang bên bờ vực vỡ nợ gần 460 tỷ đô la Mỹ. Ukraine đã nhận tin tốt sau khi Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 4. Anh cũng đồng ý trao cho Kiev một gói viện trợ khác trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh. Mới đây, nhóm G7 bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ đã đồng ý cho Kiev sử dụng khối tài sản bị đóng băng của Nga tại các ngân hàng châu Âu để phục vụ cho các hoạt động quân sự trên tiền tuyến. Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự Michael Kopman thuộc quỹ Carnegie, trong bối cảnh viện trợ phương Tây vẫn đang nhỏ giọt, Ukraine vẫn phải tìm cách cân bằng giữa chi phí quốc phòng hiện nay với các khoản chi cho việc phục hồi nền kinh tế trong nước, đặc biệt là nền kinh tế hậu chiến. Mối đe dọa trên mặt trận chính trị đối với Ukraine. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết NATO đã sai lầm khi cho rằng Nga sẽ không sử dụng kho vũ khí hạt nhân, đồng thời tái khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết nếu chủ quyền và lãnh thổ Nga bị đe dọa. Ông Putin cũng cảnh báo rằng Moscow đang cân nhắc những thay đổi trong học thuyết hạt nhân giữa bối cảnh Ukraine có sự xuất hiện của ngày càng nhiều vũ khí phương Tây. Tháng trước, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự với vũ khí hạt nhân chiến thuật có sự tham gia của quân đội Belarus. Năm 2023, Moscow đã triển khai một số vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus. Các nhà bình luận Nga đã chỉ trích ông Putin vì không phản ứng mạnh mẽ trước việc NATO tăng cường hỗ trợ cho Kiev và cho phép phương Tây liên tục đẩy lùi các ranh giới đỏ của Nga. Ông Vasily Kasin, một nhà phân tích quốc phòng tại Moscow cho rằng người đứng đầu Điện Kremlin sẽ phải làm gì đó nếu các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga gây ra thương vong đáng kể cho quân đội Moscow. Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng không loại trừ khả năng sẽ cung cấp vũ khí cho các đối thủ phương Tây. Tổng thống Putin đã hiện thực hóa khả năng này bằng cách ký hiệp ước phòng thủ chung với Triều Tiên vào tháng 6, mở cửa cho việc cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, một số nhà bình luận khác lại cho rằng hành động như vậy tiềm ẩn nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp với NATO và không phù hợp với lợi ích của Moscow. Nhà phân tích an ninh Sergei Poletaev tại Moscow cho biết Điện Kremlin muốn dần dần rút cạn nguồn tài nguyên của Ukraine để buộc Kiev phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản của Nga. Các điều khoản này bao gồm việc Ukraine công nhận chủ quyền đối với 4 khu vực Ukraine được sáp nhập vào Nga hồi năm 2022 và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Ông Poletaev cho biết trong một bài bình luận rằng lợi thế quân sự của Moscow cho phép họ duy trì áp lực trên toàn bộ tiền tuyến và đạt được những bước tiến mới trong khi chờ đợi Ukraine kiệt quệ.
Dù viễn cảnh nào xảy ra, Ukraine cũng sẽ phải tiếp tục gồng mình chống lại các đợt tấn công tiếp theo của Nga trên chiến trường. Trong bối cảnh những mục tiêu chiến lược như Chasovka và Kharkov vẫn chưa về tay Nga, Ukraine lên kế hoạch đóng băng xung đột với Nga. Trong diễn biến liên quan, chuyên gia người Anh Alexander Mercrit cho biết, chính quyền Ukraine đã lên kế hoạch đóng băng cuộc xung đột với Nga bằng các cuộc tấn công. Chuyên gia người Anh cho biết, sau khi Avdiivka thất thủ vào tháng 2, quân đội Ukraine muốn rút lui về phía sau các khu vực kiên cố vững chắc mà họ đang xây dựng vào thời điểm đó. Sau đó, họ lên kế hoạch ổn định mặt trận bằng các cuộc phản công và do đó đóng băng xung đột. Đó là kế hoạch, nhưng sau đó hóa ra những công sự vững chắc thực ra chỉ là một sự ảo ảnh. Chuyên gia người Anh Alexander Mercrit đã lưu ý, do kết quả của các cuộc giao tranh mùa đông, lực lượng vũ trang Ukraine không những không đạt được thành công mà còn bị kiệt sức và bị đẩy lùi nghiêm trọng khỏi vị trí của họ ở Donbass. Nga đã nhiều lần đề xuất giải quyết xung đột với Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng một cách hòa bình. Vì vậy, Tổng thống Ukraine lưu ý rằng để bắt đầu đàm phán, Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực Nga mới kiểm soát được. Trong khi đó, Tổng thống Nga lưu ý rằng các hành động gây hấn sẽ chấm dứt ngay sau khi Kiev đồng ý với điều kiện này. Ngoài ra, theo Tổng thống Nga, Kiev phải chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập, cần một quy chế trung lập, không liên kết, không hạt nhân cho Ukraine để giải quyết hòa bình. Tổng thống Ukraine đã bác bỏ đề xuất này, gọi đó là tối hậu thư. Politico đưa tin, hai chuyên gia an ninh quốc gia có quan hệ với ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nói rằng ông Trump đang đàm phán với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về việc Moscow có thể giữ bao nhiêu phần lãnh thổ của Ukraine. Bài báo của Politico ngày 2 tháng 7 cho biết, ông Trump đang cân nhắc một thỏa thuận theo đó NATO sẽ không mở rộng về phía đông, đặc biệt là sang Ukraine và Georgia, đồng thời đàm phán với ông Putin về việc Moscow có thể giữ bao nhiêu phần lãnh thổ của Ukraine. Ngoài ra, bài báo còn viết rằng, ông Trump không chỉ kỳ vọng các nước châu Âu sẽ tăng chi tiêu mạnh mẽ cho NATO khi ông trở thành Tổng thống, điều ông từng nhấn mạnh khi ông còn là Tổng thống trước đây, mà còn thực hiện điều mà Dan Caldwell, một chuyên gia quốc phòng quen thuộc với các cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, mô tả là một sự định hướng lại triệt để của NATO. Trên thực tế, Politico cho biết, ông Trump khó có thể rời NATO hoàn toàn. Theo các cuộc phỏng vấn với các cựu an ninh quốc gia của ông Trump, các chuyên gia quốc phòng, những người có khả năng sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Nhưng ngay cả khi ông ấy không chính thức rời khỏi tổ chức, điều đó không có nghĩa là NATO sẽ tồn tại nguyên vẹn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trước đó có thông tin, ông Trump nói trong một cuộc trò chuyện riêng rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bằng cách buộc Ukraine phải từ bỏ Crimea và Donbass. Trong khi đó, The Wall Street Journal cho biết rằng các nước NATO đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trước những dự đoán về khả năng chiến thắng của ông Donald Trump và ảnh hưởng của cánh cực hữu đang gia tăng ở châu Âu. Theo đó, NATO có kế hoạch cử một quan chức dân sự cấp cao tới Ukraine để điều phối hậu cần quân sự. Ngoài ra, một trung tâm chỉ huy mới sẽ được thành lập tại Wiesbaden của Đức để giám sát việc cung cấp thiết bị và vũ khí quân sự, cũng như huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, khoảng 700 nhân viên quân sự của Mỹ và các nước NATO khác sẽ tham gia vào chiến dịch mang tên NATO hỗ trợ và huấn luyện an ninh cho Ukraine. Đội ngũ này sẽ đảm nhiệm các vai trò trước đây do lực lượng Mỹ đảm nhiệm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Cựu đại sứ Mỹ tại NATO, đồng thời là người đứng đầu hiện tại của Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu, Ivo Dander nói rằng liên minh này giờ đây sẽ phải chịu trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Ông Dander lưu ý, ngay cả khi Mỹ giảm hoặc ngừng hỗ trợ, nhưng nỗ lực này vẫn sẽ tiếp tục. Những biện pháp này đã được phát triển trong vài tháng qua, nhưng trở nên cấp bách sau màn thể hiện đáng thất vọng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc tranh luận trên truyền hình với ông Trump. Các sáng kiến hỗ trợ mới dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Trước cuộc tranh luận, Reuters đã đưa tin hai cố vấn chủ chốt của ông Donald Trump đã đưa ra kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine nếu ông thắng cử tổng thống. Theo kế hoạch này, ông Trump sẽ gây sức ép với Ukraine
rằng họ sẽ chỉ nhận thêm vũ khí của Mỹ nếu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Đồng thời, Mỹ sẽ cảnh báo với Moscow rằng việc từ chối đàm phán sẽ dẫn đến việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần hứa sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử Tổng thống. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!